Cái này ăn sao quý? Ăn gì hả? Nói chuyện sao được? Nào mày ăn thôi. Hai, xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay nhọn vô vườn của ông Chút mọi người để chọc một cái bắp chuối nha. Phát hiện một cái bắp chuối đây nè, trong vườn chuối của ông Chút. Một cái bắp chuối xem nha mọi người. Đó, cho mọi người xem bắp chuối xem đó. Thì hôm nay mọi người nhọn sẽ chặt bắp chuối xiêm nó xuống để mình ăn sống nha. Mình sẽ ăn sống bắp chuối xiêm chấm chấm chứ, chấm với muối ớt hoặc là mắm ruốc xem coi nó như thế nào nha. Cái vị nó sẽ ra sao. Thì bây giờ nhọn sẽ dùng một cái cây tre nè, mình cọt cái lưỡi hái vô để mình chặt bắp chuối xuống. Tại vì cây chuối mình leo lên không có được nha mọi người. Rồi bây giờ nhọn sẽ đi chặt bắp chuối xuống nha. Đây mọi người, bây giờ mình sẽ dùng cây lưỡi hái mình chặt bắp chuối xuống nha. Đây là cái bắp chuối xiêm. Đây nè, 1 2 3 nè. Ghê chưa, một cái một vừa để xuống dưới lụm mọi người ơi. Ui da, mình chọc nó một cái một rớt cái bắp chuối xuống đây luôn nè. Ui cái mũ nó nhăn luôn. Đây cho mọi người xem nè, đây là cái bắp chuối nha mọi người, cái bắp chuối xiêm quá là bự luôn. À, nó đã chỗ giải rồi nha mọi người. Nếu mà chưa chỗ giải mình chọc nó là ông chú cũng chữ mình chết luôn. Đó cho mọi người xem nè, đây là mấy cái trái chuối nè. Đó bây giờ mình sẽ đem lên mình rửa nha mọi người, rồi cái mình làm chấm ớt hoặc là mắm ruốc mình sẽ chấm ăn nha. Đi thôi. Đây mọi người, bây giờ mình sẽ rửa cái bắp chuối nha. Tại vì nó có ba cái phấn nè, với lại nó nằm trên cây lâu ngày nó dính ba này kia nữa. Thôi mình rửa, mình lọt mấy cái này ra nha. Thôi cái này xíu nữa mình ra ngoài kia mình lọt sau nha mọi người. Mình lọt đỡ mấy ngày nữa thôi. Thôi giờ mình sẽ rửa cho nó sạch ba cái phấn nha. Chào bạn nha, nãy mình quên chào. Thì nãy giờ anh em mình nhọn nãy mới chọc được cái bắp chuối nè mọi người. Đó cho mọi người xem nè. Cà tiếp tao cái rồi. Được, thấy cái này ăn được nè. Được, này ăn được. Đây. Dạ ơi. Hư rồi. Đó. Rồi. Ôi. Cái này ăn sao quý? Ăn gì hả? Nói chuyện sao được. Mày ăn thôi. Thôi bây giờ lọt cái mọi người, dẫn lại. Hey. Mọi người ơi, chờ cao nha mọi người, chờ mưa luôn mọi người ơi. Thì mình sẽ giờ lên kiếm chỗ nào rồi có đi dọc mưa để mọi ướt cái cam nha mọi người, với lại ướt mình có hai đứa mình nữa. Chưa kịp ăn nữa. Bữa nay là một chiếc video ăn bắp chuối bắt ổng nha mọi người. Đây đây đây. Đây nha mọi người, thì nãy giờ hai anh em ngồi đợi cũng tạnh mưa rồi nha. Bây giờ mình sẽ lọt cái bắp chuối ra nữa nha mọi người. Tại vì cái phần này nó chưa tới cái phần non mình ăn được á. Sợ ăn nó đắng chứ. Không biết nó có chát không nữa nè. Nghe nói cái bắp chuối này nó chát dữ lắm. Đây là mắm ruốc nha mọi người. Bây giờ sẽ chế mắm ruốc là dễ nha. Mình sẽ chấm bắp chuối mình nè. Bắp chuối sống. Bắp mắm ruốc này mình thử rồi mọi người. Cho nên là ăn rất là ngon nha. Cho mọi người xem nè. Đây mình chế vô đây. Vô cái dẻ nè mọi người. Sẽ chế vừa đủ mình chấm ăn thôi nha. Hey, cho mọi người xem nè. Nó rất là thơm luôn nha mọi người. Tại vì mình khử rồi á. Chứ nếu mình chưa khử nha, nó rất là thúi luôn. Nó thúi quá à. Hey, bỏ đây ha. Mình sẽ cắt vô cái dĩa mắm ruốc đó mọi người. Ba chớp nha. Cho nó sẽ cay rồi ăn cho đã. Trời ơi. Đã. Ui ơi. Trời ơi, ăn miếng luôn. Rút lên nha, cho nó đều với mấy chế ớt nè, cho nó cay cay rồi. Đây mọi người, bây giờ mình sẽ thưởng thức trước nha. Thì không biết nó có chát không nữa, tại từ đó giờ chưa có ăn nha mọi người. Chỉ ăn với muối ớt á thì nó cũng hơi chát nha, mà tùy theo loại bắp chuối nữa. Còn cái bắp chuối này là bây giờ mình sẽ chấm với mắm ruốc nha. Lần đầu tiên ăn bắp chuối sống chấm mắm ruốc luôn, để coi nó sẽ cái vị nó ra sao như thế nào nha. Mà mình quét với mắm ruốc nha mọi người. Trời ơi. Trời ơi đã mọi người. Hồi ít thôi, nhiều quá mình ăn nó đổ nó chảy lùm nha mọi người. Vừa chờn hay ngứa cổ rồi. À, đây mời tất cả mọi người ăn cùng nhỏ nha. Sao? Ngon nha, ngon nghe mọi người, không có một vị chát luôn, không có một vị chát luôn nha mọi người. Cái lúc này nó chát luôn nha mọi người. Chát rồi, chát. Chát rồi. Nó chồng nó chát rồi. Thì
ở trong gần gần xíu cho trong nó mới chát nha mọi người. Hả, cái đọt đầu á mình ăn nó không có chát. Nhà quy hưởng thức ăn miếng nuôi. Chấm vô nè. Cầm cầm nè, cầm trời ông không dám cầm cái cừ. Ôi ôi đã. Mời mọi người nghe, lần đầu ăn. Để coi không nha. Trời ơi. Sao thấy vị sao, thấy vị sao? Ngon không? Đã nha. Rồi làm cái nữa coi. Ngon. Nói chung là nó cũng ăn rất là dễ nha mọi người. Ăn rất dễ. Không chát. Không có chát phải không? À. Hơi chát nhẹ chứ không có chát mạnh. Giống chát luôn. Không chát luôn hả? Đã lắm. Sao nãy tôi ăn chát ta? Tôi ăn nó có vị chát chát nha. Có nhiều nhiều giống mới được. Ừ cho nó ngon. Đây mời mọi người nha. Mời đã. Mới nãy chọc hai ba bắp nha. Rồi đó. Rồi củ chuối luôn rồi. Củ này rồi là củ của bắp chuối luôn rồi. Ngon quá ngon. Quét luôn, chấm luôn. Ôi trời ơi. Nó là chát luôn. Chát. Thôi cứng miệng nha mọi người. Ngon á. Bông nha mọi người. Thử bông chuối coi nó sao nha mọi người. Đã. Ăn tới khúc này rồi nó mới có vị chát nhẹ mọi người. Tại vì nó gần như này nó già. Còn cái nồi ăn không có chát nha. Rồi lại ăn với mắm cuốc nó cũng dễ ăn nha mọi người. Đã. Hey, mọi người, mình mong bắp chuối không đã mọi người. Mình mới xịt được cháy luôn ngon. Đây. Để thử cảm giác nó sao nha mọi người. Cháy đi mọi người. Thử cảm giác nha mọi người, có tê không nha. Rồi bây giờ mình sẽ gọt đủ nha mọi người, gọt mấy trái đủ non rồi mình ăn nha. Rồi nó có chát gì không, có đắng gì không mọi người. Thấy trời mạng đang quá trời. Mình chấm thử mình ăn với mắm ruốc luôn coi nó ăn sao nha. Giờ mình đã gọt xong trái đủ nha mọi người. Đây mình sẽ thưởng thức. Đây quét vô nha. Mấy con ngon không đây. Mời mọi người nha. Nữa mình quất cái nó cay. Thấy quỳ ăn thèm quá mọi người. Ôi trời đại. Trời ơi, căng vô cay. Đây mọi người, bây giờ mình sẽ ăn cái bắp chuối này nè. Ăn cho một tí chanh nha. Tại vì cái phần cuối này nó già nó chát. Ăn chanh vô cho nó đỡ chát nha. Mấy người lớn chỉ mọi người, chứ nhận cũng không biết nữa. Với lại trên mạng người ta chỉ ăn chanh vậy nè, nó sẽ đỡ chát. Nên nó chua chua nha. Ôi, cái này là chua té đáy luôn á. Hả chưa? Mời mọi người nha. Ăn thử coi cái vị nó sẽ ra sao nha mọi người. Có khác gì khi mình ăn không có chanh không nha. Nó đỡ chát nha mọi người. Mà nó chua quá. Mình ăn chanh hơi nhiều nha. Đây nha mọi người, thì nãy giờ anh em mình ăn xong cái bắp chuối rồi nha. Với trái đu đủ non. Ông Quy tưởng mang trái đu đủ non xong là ông hít hà luôn. Chị không nói nha. Thử mọi người, cái bắp chuối ăn thì nó còn đỡ đỡ nha. Ăn nó có vị chát chát nhẹ rồi nó cũng ngon nha mọi người. Còn trái đu đủ non ha, ông ăn được cái gọi là ông chạy luôn. Lắc đầu nãy giờ. Thôi bây giờ là cũng xong nha mọi người. Ăn bắp chuối thì rất là ngon. Còn đu đủ thì ăn nó trời ơi. Quy ăn không là mình không dám ăn luôn mọi người. Thôi bây giờ là Nhọn với Quy sẽ kết thúc video tại đây nha. Và cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết clip nha. Và chúc tất cả mọi người có một buổi tối xem clip của Nhọn thật vui vẻ. Và đêm Trung Thu thật là hạnh phúc nha.
nếu mọi người hay cho hai anh em mình xin một like, một share và đăng ký kênh. Và nếu tất cả mọi người thấy clip này thú vị và hay, hãy cho Nhọn và Quy xin một like cho chiếc video hôm nay và một lượt đăng ký kênh ủng hộ cho hai anh em của Nhọn nha. Và bây giờ xin chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Bye bye. Bye mọi người.